cháu trai lớn. Đây là anh họ xa của bạn ở quê. Đến giúp chúng tôi trang trí. Giúp chúng tôi trang trí. Có vẻ tốt phải không? Làm chúng tôi đều có phong cách này. Đừng bao giờ giao nhà cho anh ta. Nôn trang trí của Hello Twista sẵn sàng phục vụ bạn. Tôi muốn đặt một cuộc hẹn. Được rồi, chúng tôi có các gói trang trí 300.000, 500.000, 800.000 tệ. Bạn chọn gói nào? Có rẻ hơn không? Tôi vẫn chưa hoàn thành. Cháu trai tôi ăn gì vào bữa trưa? Nhưng tiền ở nhà phụ thuộc vào việc bạn có thích không? Khá tốt phải không? Cần phải loại bỏ anh ta càng sớm càng tốt. Tôi quyết định 30 là 30. Bạn đã mua nội thất và thiết bị chưa? Cả ngôi nhà chỉ với 300 triệu đồng. Thôi, bạn do dự. Chúng ta nên bắt đầu từ đâu đây? Đi tâm khi cài đặt dù tốn nhiều tiền, nhanh. Được rồi, thưa ngài, chúng tôi ở đây. Anh Di phải không? Các nhà thiết kế của chúng tôi đang tùy chỉnh một kế hoạch cho anh. Vui lòng đợi một lát. Này là... Bạn có thể đi ngay bây giờ. Tôi chỉ mới hoàn thành được một nửa. Đừng nói là tôi không tử tế với người thân. Tôi sẽ hoàn trả chi phí đi lại với bạn. Tôi chỉ có thể đi mùa về. Hai miếng, mùa về đi xe buýt. Người cháu vẫn thương chú già. Tôi đi đây. Đúng là mẹ thích tình người thân không đáng tin cậy. Nhưng tôi chỉ mới hoàn thành được một nửa. Kế hoạch thiết kế đã hết. Với phong cách của chúng tôi, Twista sẽ không bao giờ tìm được một kế hoạch khác. Nếu tôi giảm giá cho bạn 20% thì sao? Tiền xe đã đi.